Chào tất cả các bác nhé, em là Sung Quân Bánh đây. Hôm nay là chia sẻ anh em là xử lý cái ban mệnh điều hòa là có mùi hôi trong xe và không mát, chập chờn lúc mát lúc không trên con xe i10 Grand. Đây, thì em đã hôm qua xử lý một con rồi, hôm nay lại có một bác nữa đến em xử lý. Thì nói luôn, chia sẻ anh em luôn vì sao lại phải xử lý cái mùi hôi trong xe mà nó không mát dần đều. Thì đây, nguyên nhân chính nó ở đâu? Đây là cái lọc bầu gió của trong xe của con i10 Grand nhá, các bác nhìn nhá. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, đây cái dàn lạnh nhá. Đây là cái dàn lạnh này. Anh em nhìn này. Hở này. Đấy, hở một cái dầu mới ra nó có mùi hôi nhá. Nó không mát dần đều luôn. Cái dàn này không bao giờ mát được. Có làm tốt mấy không bao giờ mát được. Đấy, anh em nhìn nhá. Đấy, em phải tháo hết cái này ra. Thì gồm tháo những cái gì? Đây. Anh em nhìn đây, cả cái bầu gió này của hệ thống con i10. Đấy, nhìn nhá, anh em nhìn này. Đấy, bẩn không? Các bác nhìn này, mốc meo luôn này. Bác này bác ngửi cái mùi này nhiều quá rồi. Nhìn này, đây là cửa gió này, phải tháo hết ra nhá. Đấy, thì em đã tháo rất cẩn thận. Con này số tự động nhá. Đây các bác nhìn này, tháo một số cái táp lô ra là phải tháo như thế này. Tất nhiên trong khi tháo có rất nhiều cái quy trình tháo, có thể là không phải tháo bung bét này ra em vẫn lấy được cái dàn lạnh. Một số anh em là tháo nhanh, nhưng thực tế ra tháo nhanh như thế rất nguy hiểm nhá, rất hay xảy ra gãy rắc, gãy nối, gãy các kiểu đồ điện đồ đóm nhá. Thì em chia sẻ anh em luôn, mình muốn ngon phải cực kỳ cẩn thận, phải tháo từng ly từng tí một ra như thế này. Thứ nhất là để làm gì? Để kiểm tra tất cả các cái rắc điện các thứ, một số cái như là đây, đây là cái táp lô đây, em tháo ra, em để đây này. Đấy, cậy ra cẩn thận từng tí một. Đấy, mình phải tháo từng tí một chứ không phải là tháo ào mà làm như là coi như là cậy nó xước hết của người ta ra. Đấy, còn nếu mà tháo mà theo cả cục thì các bác không thể vệ sinh được cái này nhá. Đây, em tháo ra và vệ sinh cái này này, các bác nhìn này. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, tí nữa vệ sinh cái này luôn. Vì sao phải tháo tung ra như thế này? Phải tháo trình tự ra như thế này để vệ sinh tất cả các hệ thống trong cái hộp lạnh. Còn một số gara hoặc một số anh em làm mổ moi cũng vẫn tháo được cái dàn lạnh này nhanh nhất, là bê cả cái cục dính liền cả cái này này, dính liền vào cái hộp táp lô, thì không bao giờ vệ sinh được những cái này nha các bác nhá. Không bao giờ vệ sinh được những cái này nhá. Đấy, nên vì sao mà em phải tháo như thế này? Vì làm nó sẽ lâu hơn so với làm tháo cả cục cả mảng cái ra nhá. Đấy, thế tức là bê cả cái bàn thờ ra đấy, dính liền cả cái cục này luôn vào cái bàn thờ kia. Thì đấy, thì qua đây em chia sẻ anh em. Đấy, mình phải cẩn thận, không có là coi như là nó sẽ xảy ra là coi như là không được như mong đợi. Đó là cái gì? Đó là không vệ sinh được hết các hệ thống này trong đây này, không kiểm tra được các cái bầu gió này, các cái lọc gió này, các cái động cơ quạt, motor quạt ở trong đây này, motor quạt đây này. Đấy, đấy, và cũng không kiểm tra được các két sưởi đây này. Đấy, thì làm sao mà ngon được, mới bắt buộc mình phải tháo dỡ tung tóe ra. Và đồng thời em cũng đã kiểm tra thêm cả cái dàn nóng cho bác này. Thì cái dàn nóng này, dàn nóng này nó đã xéo hết các cái nan này rồi. Như kinh nghiệm của em thì nên khuyến cáo bác này thay, còn thay không ấy là quyền của bác ấy nhá. Vì cái dàn nóng này là nó xéo hết cái nan này, nó sẽ không tản được nhiệt và sinh ra là coi như là hệ thống điều hòa rất kém và sẽ không bao giờ ngon được như mong đợi. Thì đấy, đấy là một số cái mà em chia sẻ anh em. Đấy, và đồng thời kiểm tra lốc nhá. Như con này lốc, các bác nhìn này, cái đầu bu li lốc ấy, đỏ quạch ấy. Đấy, đầu bu li lốc này, đây này, anh em nhìn này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, nhìn thấy chưa, đỏ quạch luôn. Cái dưới cùng ấy, đấy, đỏ quạch luôn. Đây, đầu bu li lốc điều hòa này.
Đó là 25 nhìn này. Đấy, đây bộ đầu này. Đấy, nó đỏ quạch kia này. Đây em đang xoay này. Nó đỏ quạch, khe hở nó lơ rộng này, chứng tỏ lốc này đã chạy rất nhiều và có hiện tượng là gần như là bị batile nên nó sinh ra bó. Đấy, có thể là bó lốc chập chờn. Một số cái nguyên nhân nhá, điều hòa không mát liên quan cái lốc nhá. Nó chập chờn, nó batile. Thì qua đây em chia sẻ anh em là muốn làm điều hòa tháo hay giặt lạnh phải tháo một cách trình tự, một cách hợp lý nhất, chứ đừng có ham rẻ nhá. Anh em đừng có, một số anh em là đừng có ham rẻ mà làm vội vội vàng vàng ẩu, tháo cả bê cả cụm ra, cuối cùng là không như mong đợi đâu, và sẽ gãy hết các lẫy nhựa, các cái ốc nhái nhá, sinh ra là coi như là nhanh một tí là thành là ẩu. Nên thà mình chậm rãi mình làm cẩn thận thì nó sẽ ngon hơn, và mình vệ sinh được tất cả các cái. Em ấy lấy cái đồ ra anh vệ sinh cho bác cái này đấy, vệ sinh hết các cả hệ thống, vệ sinh hết tất cả những cái này cho anh nhá. Đấy, để cho nó ngon lành cành đào nhất cho bác ấy. Thôi em phải làm việc đây, chúc tất cả anh em mọi người coi như là mạnh khỏe nhá. Em phải chiến đấu đây, nhà bao việc.